Chào mừng các bạn đến với kênh của mình, và mình là Slenderman. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục chuyên mục kể chuyện ma. Thì cái câu chuyện ma ngày hôm nay á là do chính bản thân mình trải qua luôn nha các bạn. Lần này mình sẽ không có gọi là đi bán cá viên chiên nữa, tại vì đi bán cá viên chiên toàn bị ăn trộm không cay lắm các bạn. Mà ngày hôm nay mình sẽ chuyển qua trở thành một người lao công dọn vệ sinh cho một gia đình giàu có các bạn. Nhưng mà không đơn giản như vậy đâu các bạn ơi. Thì ngày hôm nay có rất là nhiều bạn ở đây, rất đông luôn. Mọi người ngồi ở đây để nghe mình kể chuyện đấy. Và bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Tới nơi rồi các bạn ơi. Đây là nhà của một người mà đã thuê mình, nghe nói rất là giàu có các bạn. Trời ơi, giàu thì giàu thiệt, nhưng mà cũng hơi dơ quá trời quá đất luôn. Ăn uống cái gì mà chi ra sàn nhà từ lưa vậy trời. Ở ngoài trời đang mưa nữa các bạn. Ui, sấm chớp nhiều vậy. Mình nhìn ra được ngoài đường luôn kìa. Rồi bây giờ là nhiệm vụ của mình là đi làm á, là mình chỉ đem đúng theo một cây lau nhà thôi. Tại vì cái cây này sẽ giúp cho mình có thể dọn vệ sinh căn nhà này. Wow, rồi bây giờ là bắt đầu dọn vệ sinh thôi các bạn ơi. Các bạn có thấy không? Hay là do sấm sét ta? Rõ ràng mình thấy có một người đứng kia. Chắc là cho sấm sét thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là lau dọn sàn nhà cho nó sạch sẽ chứ đây các bạn. Wow, nhà thì ở đây mới có gọi là tiệc tùng xong các bạn ơi. Trời, bây giờ là phải thu gom mấy cái này bỏ vô thùng rác nữa. Mệt thiệt cái chứ. Ây da, quên nữa, cho các bạn coi, đây là danh sách nhiệm vụ mà ngày hôm nay mình phải làm nè. Mình phải dọn vệ sinh lối vào nè, rồi dọn nhà vệ sinh, dọn phòng khách, nhà bếp, hành lang, văn phòng, phòng ngủ, phòng tắm. Trời, nghe cái danh sách xong muốn xỉu luôn các bạn. Nhưng mà tuy là công việc nhiều thiệt, nhưng mà được cái là khá nhiều money đó. Rồi bây giờ mình sẽ gom mấy cái này bỏ vô trước đó các bạn ơi. Buồn ngủ quá. Có một cái mình quên nói với các bạn là cái công việc này á chỉ làm vào ban đêm thôi. Các bạn biết lý do tại sao không? Là tại vì á gia chủ người ta á, là tiệc tùng xong cái người ta alo cho mình tới đi dọn dẹp. Đường cái khá là nhiều money đấy các bạn. Rồi công việc lối vào của mình đã dọn dẹp xong rồi. Bây giờ mình dọn nhà vệ sinh. Cái này mới gọi là cái kinh khủng nhất khi mà đi làm gọi là lao công đấy các bạn. Rồi bây giờ chỗ này sạch hết rồi nha. Rồi bây giờ đây nhà vệ sinh chắc chỗ này. Mình mới vô nhà này luôn, mình cũng chả biết ở đâu hết. Ây da, cánh cửa vào phòng bị kẹt. Vậy là cửa này khóa rồi không cho vào. Vậy chắc là cánh cửa này rồi các bạn ơi. Vô đây xem có phải toilet. Cái gì mà nó gớm vậy? Cái ông nào bắt lịch sử vậy? Đi toilet cái gì mà sao đi ra ngoài tùm lum vậy trời? Mình nói thiệt với các bạn luôn á, gọi là hả, từ trước tới giờ chưa thấy cảnh này bao giờ. Chắc thôi đi về mà không được. Lỡ nhận tiền rồi bây giờ phải làm chứ sao. Thôi lau dọn sạch sẽ. Gớm quá, bịt cái mũi lại giùm cái. Trời, nó túi. Nó túi thiệt, bịt mũi mà còn nghe thúi nữa trời ơi. Ông nào bắt lịch sự thiệt chứ, dọn lẹ giùm cái đi. Rồi, sắp xong rồi các bạn ơi, sắp xong rồi, đợi một tí nha. Rồi, ủa sao chỗ này nó kéo rèm lại vậy ta. Mở ra xem. Không mở được các bạn à. Rồi bây giờ mình sẽ, trời ơi, đi toilet xong dục giấy xuống đất luôn, không bỏ vô thùng rác. Ở đây có cái thùng rác nè men. Bỏ được không? Trời ơi, thiệt tôi sợ luôn á. Rồi lon này thì mình sẽ bỏ ra ngoài nha các. Ủa, cái rèm này nãy nó mới đóng sao giờ nó mở rồi? Nó có ai trong này đâu? Kỳ lạ, nhà này kỳ lạ. Hay là cái này là tự động? Thường thường nhà giàu người ta hay xài đồ tự động lắm các bạn. Rồi, dọn toilet đã xong. Bây giờ đến phòng khách nè các bạn. Phòng khách thì... bên kia. Rồi, đóng cửa lại. Phòng khách bên này các bạn ơi. Trời ơi, phòng khách cũng dơ không thua gì toilet chứ lại gọi là hành lang các bạn. Wow, trời. Nhà bự thiệt luôn trời. Trời ơi, ông nội, cái ông nào ông ăn mà sao rồi ông quăng cái ông mở tủ lạnh ra luôn vậy trời. Wow, nhà này có cái tủ lạnh giống nhà mình nè các bạn. Có nguyên một màn hình cảm ứng luôn. Trời ơi, đã thiệt. Có thể gọi điện được luôn nè, đặt hàng được luôn. Thời tiết hôm nay là trời đang 19 độ, đang nắng. Đúng rồi, để nắng lắm. Để xem coi nắng dữ chưa. Vậy là nắng dữ chưa trời. Vậy là nắng dữ chưa. Chứ mình thấy mưa cũng dữ lắm rồi đó. Rồi thôi, nhiệm vụ của chúng ta, quên nữa, lau sàn nhà cái đã. Ui mà sao cái này nó đổ lẹ ta. Thì chắc là gọi là hả, cái này nước ngọt nè, nó đổ ra chứ gì. Rồi thùng rác đâu? Thùng rác đây. Rồi bây giờ là đi hốt từ đó mình lau này. Thì sự ăn uống bừa bộn ghê luôn á.
mình thật sự mình rất là ghét kiểu mà dơ như thế này các bạn. Nhưng mà công việc bây giờ lại là bắt buộc mình phải đi dọn gọi là vệ sinh. Rồi đi hốt cái này vô. Ăn uống gì đây, để xem có ăn gì đây. Ây da, ăn cái gì mình chưa ăn đã bỏ rồi hả? Uống cái vậy? Rồi thôi bỏ luôn các bạn ơi. Cái này mình định đem về đồ ăn thừa, đem về cho gọi là hả con cuốn của mình nó ăn. Nhưng mà thôi bỏ luôn đi. Tại vì đồ không phải của mình không được lấy. Cho dù người ta đã bỏ rồi, nhưng mà bỏ ở trong nhà người ta mình cũng không được lấy nha các bạn. Lưu ý là như vậy nha. Chừng nào người ta cho mình thì mình lấy, còn không thì mình sẽ không được lấy. Rồi, ở đây cũng vậy nè. Đấy, như mấy cái đồ thừa này đem về cho cuốn. Gì vậy? Ai vậy? Ai vậy bạn? Chủ nhà hả? Ủa sao chỗ này tối thui vậy trời? Ôi, dọn lẹ. Ây da, đi làm buổi tối kiểu này các bạn thấy không? Tuy là buổi tối thì rất là nhiều tiền nhưng mà... Ây da, đau cái chân luôn các bạn ơi. Đóng tủ lạnh được không? Đóng tủ lại. Cái ông nào cũng xuất hiện cái gì ghê thật sự. Làm kiểu này mình thấy không ổn rồi các bạn ơi. Không muốn gọi là hả sợ đâu, nhưng mà các bạn nhìn nè, da gà của mình nó nổi lên hết nè các bạn thấy chưa? Nổi da gà lên hết luôn á. Sợ thiệt. Trời ơi, đang gọi là dọn rác mà tiếng đâu ra xuất hiện cái ông nào ấy. Thôi vô dọn cho tiếp đi. Chúng ta chắc là không sao đâu các bạn ơi. Mình nghĩ chắc là chủ nhà đó. Vậy là cái căn phòng hồi nãy là chủ nhà đang ở trong đó, cho nên là khóa lại các bạn. Chắc là chủ nhà thấy mình gọi là hả đang nói chuyện nhiều lớn quá nên chủ nhà ra nhắc nhở đó chứ không có gì đâu. Rồi, giờ tiếp tục nào. À, ở đây thì chúng ta thì sự rác cái gì mà nó nhiều dữ vậy không biết trời. Buồn ngủ quá bạn ơi. Làm công việc này thực sự phải nói là quá buồn ngủ. Xong, công việc ở phòng khách đã xong, nhà bếp cũng xong luôn, mình đã dọn được hai chỗ một lúc luôn. Bây giờ ra hành lang các bạn. Ủa. Hành lang hồi nãy mình dọn rồi mà. Rồi bây giờ là thời tiết nè. Rồi thôi, ủa hành lang đó mình dọn rồi mà. Cái lang nào quay lại hành lang nữa à? Đùa nhau chắc. Có gì đâu. Cái này là cái hành lang đúng không? Cửa này mở được không? Khóa rồi. Sao ta? Cửa này mở được không? Ui không mở cửa được luôn. Đóng cửa luôn rồi, không cho về. Ây da. Làm vậy căng quá. Đừng mà chơi vậy chứ không vui đâu. Không vui. Rồi vậy là hành lang đường nào ta? Chắc là chỗ này à. Mở cửa xem như thế nào. À đây. Nhà này. What? Ghê quá. Giờ sao? Giờ về cũng không được. Mà không dọn nhà xong chắc chắn là nhà này có ma 100% luôn. Rõ ràng xuất hiện nguyên một cái bóng to đùng như vậy. Ây da, nhưng mà công nhận cái nhà này rộng thiệt. Có hành lang như vậy nữa nè. Rồi, ở đây. Chùi, lẹ. Thật sự mình cũng không muốn ở đây đâu các bạn ơi. Bây giờ mình cảm thấy muốn về nhà đó. Sao cái chỗ này chùi lâu vậy? Ừ. Chỗ này nhỏ xíu mà chùi lâu vậy trời. Rồi, sạch rồi đấy. Bây giờ là phải đi đụm rác nữa. Mệt thiệt á. Mong là không còn chuyện gì xảy ra với mình nữa. Mình rất là sợ rồi các bạn ơi. Tính mình thì không có sợ ma, nhưng mà đừng có hù mình. Hù mình cứ đó làm hết hồn lắm. Rồi được rồi. Bây giờ là công việc hành lang đã xong. Bây giờ đến văn phòng. Mình còn 3 cái là mình được về rồi các bạn ơi. Văn phòng, phòng ngủ với là phòng tắm. Bây giờ là văn phòng ở đâu? Chắc là trong này. Hành lang này chắc là đi đến văn phòng nè. Cửa bị khóa à. Giờ sao? Ủa? Ê, có chìa khóa nè. Mở luôn. Không mở được. Vậy là chìa khóa này không phải sử dụng cho cái cửa này rồi. Ra ngoài xem như thế nào. Rồi đóng cửa lại đi cho chắc. Lỡ đâu gặp gì sao mình không muốn. Bây giờ chìa khóa này ở đâu ta? Chìa khóa này giờ ở đâu đây? Cửa này được không? Ủa mở được nè. Đây là văn phòng à. À coi bộ chủ nhà này cũng khá là bằng rộn các bạn ơi. Rồi lau sàn cái đã. Lau sàn cho nó sạch trước cái đã bạn ơi. Chủ nhà này khá là bận rộn đấy, mình thấy rất là nhiều tài liệu ở đây nè. Vậy là người ta làm việc cũng rất là tốt nha các bạn. Con ba nó chui ngay các bạn. Mình vừa quay lại nó xuất hiện các bạn. Cay thật sự. Giờ sao?
ơi, nó không tưởng mình không biết đây là thùng rác hay sao, nó còn để đây là thùng rác nữa các bạn. Thôi lo dọn dẹp đi rồi đi về, mình cũng sợ lắm rồi các bạn ơi. Thật sự phải nói là chưa bao giờ mà mình trải nghiệm một cách sợ hãi đến như vậy. Đây là máy tính nè, lên chơi gọi là chơi game được không? Thôi tâm trạng đâu mà chơi game. Đâu rồi, để mình xem coi. Phòng văn phòng đã xong, bây giờ còn phòng ngủ với lại phòng tắm thôi các bạn. Thôi đóng cửa lại. Ơ, bây giờ là... Hello. Hello. Hey. Ông có phải chủ nhà không? Hello. Sao ông trả lời mình ta? Hình như ông là chủ nhà các bạn ơi. Hello. Ủa, ông trốn đâu mà nhanh vậy? Quá thể các bạn luôn, chưa gặp cái tình huống nào như thế này. Mà chưa quá nẻ đâu đây. Cái này là toilet mà. Vậy là mình nghĩ hồi nãy là ông chủ nhà ông đang tắm ở trong này nè các bạn. Rồi sau đó mình vô, mình gọi là dọn toilet, làm ông đang tắm, ông quê quá, ông chạy ra ngoài á, chứ không phải là gì đâu. Sợ quá. Mở cửa ra. Có ai trong đó đó? Hay là ông chủ ta? Ủa? Nó mất tiêu rồi. Mình biết ngay mà. Mình chuẩn bị tinh thần trước rồi. Nhưng mà thôi dọn dẹp lẹ lẹ, không nói nhiều nữa, lẹ lên. Trời ơi, tôi sợ lắm rồi đó. Ướt quần rồi đó. Đừng đùa, lẹ lên. Nhanh. Mà sao cái nhà này mình công nhận luôn á, là nhà này người ta chỉ gọi là tiệc tùng bằng nước ngọt thôi các bạn. Rất thích uống nước ngọt luôn. Nãy giờ mình thấy nước ngọt rất nhiều. Rồi mấy giờ rồi? Trời ơi, 12 giờ khuya rồi. Thùng rác đâu? Ủa, dùng rác cái đã các bạn. 12 giờ rồi các bạn ơi. Không được. Mình cũng không dám nói lớn nữa. Tại vì bây giờ á, mình không biết đó là chủ nhà hay là ma nữa. Nói lớn sợ quá các bạn ơi. Hồi nãy vô đây còn tự tin, bây giờ hết tự tin nổi rồi. Ui, 12 giờ chung đúng luôn rồi kìa. Có gì không? Ở ngoài đường có ai không? 12 giờ đúng rồi các bạn. Đồng hồ nó đã điểm rồi. Tắt cái đồng hồ đi, mệt quá. Làm cái ghê. Mỗi lần mình nhìn đồng hồ mình cũng sợ lắm. Ví dụ như các bạn đừng nhìn đồng hồ, các bạn sẽ không biết mấy giờ, thì các bạn còn đỡ sợ. Đằng này nhìn đồng hồ đúng 12 giờ luôn mới ghê chứ. Rồi cái gì đây? Sao chỗ này phát sáng? Nãy giờ mình thấy cái gì? À, đang ngủ các bạn. Vậy là người này người ta cũng thích chơi Rubik nè. Có bạn nào thích chơi giống cái người chủ này không? Old toy, đồ chơi cũ à. Rồi, tiếp tục. Bây giờ là phòng tắm các bạn ơi. Phòng tắm thì chắc là trong này à. Ủa, hồi nãy toilet cũng là phòng tắm mà. Bị kẹt nè. Ui. Hả? Cái này giống như cái chỗ triệu hội vậy trời. Hoàn thành nghi lễ thả tôi là sao? Ê, nghi lễ gì đây? Nhà này bị gì vậy? Thì mình lao rồi. Chắc chắn đây là một cái chỗ triệu hồi, mình quá quen cái này luôn. Từ tranh thủ canh cái đường mà mình chạy bạn ơi. Rồi. Rồi nha, đừng có đứng sau lưng nha. Sợ là ma lắm đấy. Không đùa đâu. Rồi, lao cho sạch các bạn ơi. Lao cho nó sạch đi. Ôi, vết này lau sạch vậy? Sạch sẽ đi nào, tôi còn chạy nữa. Ui. What? Con gì vậy trời? Mở cửa. Chạy. Mình chạy nhanh không được. Đóng cửa lại. Ây da, cái nhà này bị cái gì rồi? Ây, hình, nó đuổi theo các bạn ơi. Có người nào kia? Mới đi ngang qua luôn các bạn. Cửa mở rồi. Chạy thôi. Cửa này mở được không? Không được. Chạy. Lẹ. Cái gì? Ra ngoài rồi.